Thành phần của thằng này á nha, nó bằng một muỗng protein luôn đó mấy em. Nó thì quật cao mà nó chơi muỗng 4g. Nhưng em như là em quay camera cho anh, mặc dù không có điều kiện ăn uống này nó ốm đói thôi. Anh không quen với mùi nào á? Anh cũng biết này nó mùi đúng gì. Mùi của anh quá. Bậy không. Nói vậy chắc là em chứng tỏ em nói em ăn anh rồi. Ủa? Sao? Ôi trời ơi, nói gì chẳng nghe gì cả. Sao? Rồi chào em. Hôm nay anh sẽ cho em thấy đại gia tập gym nó ra sao. Một buổi tập rất là đẳng cấp và rất là đắt tiền. Này khăn này 100.000 nha. Wow. Đầu tiên chúng ta muốn tận hưởng những cái cảm giác mà pha hàng chơi hàng mà đẳng cấp á thì chúng ta phải vệ sinh. Nào, các dân chơi. Đầu tiên là em phải đi rửa cái bình lắc này. Hiểu chưa? Rửa bình lắc này xong rồi phải dùng cái khăn lau. Mà khăn là phải là khăn THOL. Khăn khác là không được sao? Không được. Nó hút ẩm. Khăn này nó hút nước tốt. Mà khăn này nó là chất liệu cao cấp. Em dùng khăn cô tông em lau thì nó xước bình sao? Hiểu không? Rồi hồi nãy trước khi anh quay video với em là anh uống Lean Body á. Mà bây giờ chúng ta chơi qua hàng Energy á thì chúng ta còn phải vệ sinh cái bình này cho nó gọi là nó sạch sẽ và nó chuẩn chỉ. Rồi bữa nay anh cho tụi em dạy em qua một khái niệm mới, đó là foam. Đây là cái hàng này cũng là bạn Lapada tặng anh luôn. Đây là nhánh sản phẩm mới của nó. Nó nói chung là tham vọng của Lapada là bây giờ nó sẽ tung ra một chiến lược, một cái dòng series sản phẩm mà đẳng cấp nhất hành tinh luôn. Tại vì hàng này nó ít làm hàng lắm em. Trong vòng 10 năm nay nó mới... Ngày trước nó còn Supercharged. Nhưng mà Supercharged nó cũng khủng rồi đó. Nhưng mà nó cảm thấy có gì nó vẫn chưa ưng ý. Nên nó khai tử cái dòng Supercharged luôn. Để nó ra một cái dòng là dòng Pro Series này. Mà trong Pro Series này chỉ tập trung vô 3 sản phẩm thôi. Nó gồm có Free Workout, Intra Workout và Boss Workout. Cái Boss Workout là cái buổi hôm trước anh cho em xài rồi. Và ngày hôm nay là cái Free Workout. Lapada nó là một cái thương hiệu, nó rất là lâu năm bên Mỹ, nó nổi tiếng bên Mỹ. Nó nổi tiếng bởi dòng Lean Body, nổi tiếng Muscle Mass, nổi tiếng với dòng Electric Tron là bổ xương, bổ khớp này nọ kia đó. Nó rất là mạnh về dòng Protein. Và ngày hôm nay nó phát triển thêm cái dòng là dòng Pro Series. Nó riêng nha em. Cái khái niệm cái chữ pump. Pump là sao ta? Tức là pump là một cảm giác, một cái trạng thái mà cái cơ thể của em nó rần rần. Nhưng mà nó không phải là rần rần trong cái chuyện em ham muốn cái vụ kia nha. Mà nó rần rần, tức là cái cơ bắp đó nó phồng lên. Cái em tập gym tay chân giò cẳng vậy đó, lúc đó là nó phồng lên và máu nó chạy đùng 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 đùng. Nó tạo cảm giác rần rần ở trong cơ. Đó, cái đó là cái pump. Mà để được cái cảm giác pump á thì em cần phải tập từ 8 rep trở lên. Em nhồi nữa hồi nó mới pump. Hiểu không? Và đây là cái tên, nó lấy tên sản phẩm luôn, Rosary Pump. Pump là cái chữ đó, đây pump nè. Đây là một cái dòng nó rất đặc biệt, đó là Steamree. Bây giờ thời buổi bây giờ nó hướng về Steamree nhiều lắm em. Steamree là không kích thích á. Tức là nó không tạo cho một cảm giác pump bằng những chất kích thích, mà nó tạo cảm giác pump bằng một cái công nghệ không kích thích. Đây thành phần nó siêu khủng luôn. Nó gồm có 6g citrulline. Citrulline là cái chất mà gọi là nó làm cho em không có mỏi, ví dụ như 45 phút này nọ dẻo dai này nó không sinh ra chất kích thích, không có mỏi mệt nha. Còn leucine là cái thành phần axit amin quan trọng nhất trong chuỗi BCA. Nó gồm có leucine, valin và isoleucine, mà leucine là quan trọng nhất, mắc tiền nhất nha. Rồi nó thêm 1.5g của No Body Trust này, độc quyền rồi. Một sản phẩm thì nó sẽ có rất là nhiều chất trong đó, và những chất trong đó có những chất độc quyền. Mà những chất độc quyền đó là do những cái hãng nó phát triển. Thì bây giờ nó mua những hãng những cái chất độc quyền nó bỏ vô thì nó ra được cái chữ No Body Trust FFFF gì đó, tôi lâu chưa hết, mệt quá. Nhưng mà đây, cái câu này câu khẳng định nè. Không chứa chất cấm nó rộng lắm em. Nói chung khái niệm về chất cấm á, nó tùy thuộc vào thế giới cấm cái gì, quốc gia cấm cái gì, lãnh thổ này cấm cái gì nhiều á. Nên nó là không chứa chất cấm. Không chứa soy và gluten. Gluten là chất dị ứng này, nó soy là chất rẻ tiền ra đúng gì đó, mấy nó không chứa chất đó. Rồi, nói về thành phần của thằng này á nha, nó bằng một muỗng protein luôn đó mấy em. What? 24g. Má rì quật cao mà nó chơi muỗng 24g. Wow. Như em quay camera cho anh, mặc dù không có điều kiện ăn uống này, nó ốm đói thôi. Hey. Nhưng mà theo kiến thức của em thấy má rì quật cao 24g thấy sao? Quá kinh khủng. Quá kinh khủng đúng không? Mấy em nên nhớ nè, mấy sản phẩm trước anh không tiện nói tên. Nhưng mà rì quật cao có loại 3g đó em. Muỗng xíu 3g. 3g chứa gì trời biết. Đó. Rồi hàng xịn xịn là gì? 10g. 10g là xịn rồi đó. 15g thấy khủng rồi đó. Thằng này 24g luôn. Oh my god. Nhìn bản thành phần đó nè em. Thấy nhìn bản thành phần nó thấy kinh không? Trời đất ơi, đóng chất luôn mẹ ơi. Hàng năng lượng, rì quật cao, muỗng 24g là điều cực kỳ hiếm và điều cực kỳ khủng khiếp. Thành phần của nó thì nhiều đó các bạn. Các bạn có thể tham khảo rồi nào kia. Nói chung là Duy cũng chưa dự định phân phối đâu nha các bạn. 50-50 thôi. Đang thinh kình.
đang suy nghĩ. Không được. Tại giờ đang dịch Covid mà hàng đều cao ế lắm. Có phòng gym đâu. Phòng gym lockdown phong tỏa hết toàn quốc rồi. Chỉ có anh có tiền thì anh có phòng gym riêng, home gym anh tập thôi. Còn những bạn khác thì thôi phải ở nhà chịu khó coi video. Bóc tem. Bây giờ bóc tem là phút quan trọng nhất. Tao nói là ở đời muôn sự là của chung, hơn nhau chỗ first time là anh Duy sai rồi. À thế à? Gì mà chị chìa đó giống vậy. Người ta chưa cho mà. À. Người ta chưa cho mà cái chị chìa đó là sao? Kỳ vậy? Em thích nó nhanh. Nhanh cái gì mà nhanh? Phải từ từ. Này. Em thích nó nhanh. Ôi trời ơi. Nhanh lẹ. Cho tim nó đập nhanh hơn xíu xíu. Chỉ có đại gia nhanh mới chơi mỗi ngày một liều cao thôi. Bữa trước khác, bữa nay khác đó. Trời mùi thơm nhỉ. Hồi hộp quá. Tại vì nó là dòng hàng rồ nên anh chuẩn bị cái bình lắc nó tương đối nó kỹ á. Thơm thơm sao em thấy quen với mùi nào ta? Anh không quen với mùi nào á? Anh cũng biết này nó mùi giống gì. Giống mùi của anh quá. Bậy không. Bậy không à. Trên video có triệu người coi em nói vậy chắc cái này em chứng tỏ em nói em ăn anh rồi. Ủa? Anh mùi vậy anh. Đây. Rồi cái muỗng bên Mỹ nữa nè. Má, một muỗng rượu quá cao đó bà. Thật không thể tin được. Đút sâu vào nó mới thả xuống, nó mới không bị. Đầu tiên tao phải ra ra biển nè. Đó. Cho nó ra nước rồi đã. Thôi mệt quá để tập trung tao diễn đi nó hồi xì hết trơn à. Mũ này chắc không rẻ đâu em. Anh nghĩ mũ này chắc phải 50 ngàn á. Sai đó cũng bự mà anh. Rồi người ta nói là Lady First 100 hay 50 tùy em. Thôi em ít thôi, không tí sung quá đội media lại mệt. Nay cứ thế mà uống hả? Uống đi. Vị sao chua chua ngọt ngọt, vị gì? Chua chua ngọt ngọt mà khó. Nước chanh đúng không? Đó là ngon đó. Nó vị này vị nước chanh nè, lemon nè. Nói về thành phần của này bao khủng rồi, nữa không? What? Làm hết đi, có cảm giác nó tăng tăng, nó lưng lưng mà nó ham muốn không? Được rồi. Được rồi phải không? Được rồi thôi, anh phao thêm chứ vô đây sao đủ đô mà anh. Cầm giùm anh đi. Anh phải nữa, anh mới dập cho em lên bờ xuống ruộng được chứ. Ủa trời ơi. Ok. Chứ con có nhiều rót nhầm nho nha. Anh chơi là 50 ngàn là gì? 25 ngàn là gì? Chả đừng chả ốc. Thiếu tiền tỷ đúng không? Ôi tỷ phải bao nhiêu tỷ nữa chứ. Chứ anh thuyền to sóng lớn. Anh thuộc dạng trùm cuối của đế chế Thor Stream nó khác. Ồ hay. Mấy trăm nhân viên rồi thêm mấy triệu fan nữa làm chi. Đúng rồi. Hàng trăm ký tạ trên vai người quân tử không mà nặng bằng biết đất hóa building. Fan rồi anti fan này nọ các thứ đúng không? Bồ bịch các kiểu mà nó còn cãi nhau nó thì mệt đúng không? Hình như nó thấm hay sao các bạn ơi. Ảo thật đấy. Sự có cảm giác gì nó thấm hay sao á. Đôi khi bố phút tí cho nó vui khổ thế. Không được. Mình đâu có làm gì xấu đâu mà phải. Ôi ôi má y chanh muối trời. Mấy bạn nào có uống chanh muối miền Tây không? Không, nó lại có cái khác khác. Này nó không gắt bạn. Không gắt. Em nổi với anh không gắt đúng không? Cái rì quật cao này uống vô nó không gắt. Mà thứ hai là nó không có cái vị. Tức là nó sốc sốc trong cổ họng. Nên anh nghĩ là nó sẽ uống. Ừ. Anh nghĩ là Lazada này nó cũng bỏ rất là nhiều tiền vô trong cái khâu mà làm mùi cho các bạn. Dễ uống, trẻ con uống được quá. À thế à? Trẻ con uống được vô nó quậy ba má nó chịu nổi luôn á. Nó không chịu ngủ luôn đúng không? Nó thức tới sáng rồi, cả như ba má nó không đẻ được hai. Nó sung quá nó quậy mà. Nay tập buổi tối được này Steam Re. Nhưng mà đừng có nói sớm, người ta không hỏi mua rồi đó qua bán ba. Mà bán cũng chỉ có mình Việt Nam bán được thôi à. Tại vì công ty BT ký hợp đồng độc quyền với Lazada lâu rồi. Em bán được. Em thấy hình anh cầm hai cúp dơ dơ lên đẹp không? Em thấy. Cái đó là cúp của Lazada của hãng này luôn đó em. Ờ. Khi mà anh đi qua Mỹ là kể như nó tiếp anh đó là. Ồ là nó mồi chài anh từ lúc đó luôn hả? Không phải, bậy bạ không mà mồi gì tao kể nghe. Cái lúc anh đi qua Mỹ á là Lazada nó tiếp đón anh đó. Là rất là nồng nhiệt. Nó vừa ở góc độ công ty mà vừa góc độ cá nhân luôn. Xong rồi CEO đứng ra tiếp và giám đốc, phóng đốc các bàn chi nhánh ra. Nhưng mà hài nhất là đoạn lôi con đang đi chơi gái ở đoạn 7. Con đang đi chơi với con gái ở đâu đó, ở cái thành phố khác. Lôi đồng con về để gặp anh thôi. Là ông làm ra cái nhánh grocery này tặng cho đứa con đó. Đó. Mà xong rồi lôi vợ nữa. Vợ con cái gia đình từ lưa hộp dưa hết. Chơi cũng đẹp lắm em. Nhưng em thấy cũng dễ uống mà, dễ uống cực. Hàng xịn mà. Dẫn anh vô tham quan nhà máy này nọ coi có con giác nằm đó không nữa chứ. Đâu đùa với anh đâu trời. Nhiều công ty chém gió đâu kho đâu em, kho mướn không. Thôi hơi giang hồ hiểm mát, mất mát khó lường. Mấy em đi xe hơi với có chữ nghèo thấy mẹ đó đấy em. Em đi xe máy cũng nghèo nữa. Em đi xe máy cũng nghèo nữa. Ừ.
nhiều khi á đừng thấy hoa nở mà ngỡ sương về, không phải vậy mà nó là vậy đâu em. Ảo thật đấy, xã hội này mà nó dựng lên bình phong đi cua gái thôi. Chỉ có làm thì mê quan đẹp trai rồi các thứ là... đúng rồi, cũng giống như có những khứa thì dựng bình phong đi bán súp thôi. Không có gì tay đó, không phải nói anh đâu, nhìn nhìn gì trời. Trời tao có hàng thiệt, trời ơi ho kim đựng bảy tao vậy. Thì cái anh tả thế em thấy là anh cũng nó hao hao, là ngoại hình là cũng thấy thế rồi. Lươn lẹo em... Mà anh là thuộc dạng đẹp trai nhưng mà nó lại khác đúng không? Ờ, em đi tới mà phân nửa chi nhánh của anh rồi. Em quận 9 cũng có em rồi, quận 7 cũng có em rồi. Em thấy hai cái thoa sim anh đâu phải là bằng giấy đâu trời. Yeah. Giấy có hình bác. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.